Xin chào các bạn. Các bạn đang gặp phải vấn đề về thủ dâm. Vậy thì thủ dâm như nào là đúng? Thủ dâm như nào để không bị xuất tinh sớm về sau này, đúng không ạ? Và còn kéo dài cái thời gian quan hệ cho các bạn. Giới thiệu các bạn, tôi là Tuấn, bác sĩ Lê Văn Tuấn, chuyên khoa Lam học. Trong 15 qua tôi đã giúp được 5.000 trường hợp nam giới bị xuất tinh sớm. Trong đó có nguyên nhân về thủ dâm. Vậy thì thủ dâm như nào là đúng? Thủ dâm nào để không gây xuất tinh sớm, mà ngược lại, thủ dâm đúng cách thì các bạn còn phòng ngừa, còn tập để kéo dài thời gian quan hệ cho các bạn sau này, có nghĩa là làm lâu xuất tinh sớm hơn ngay thời điểm các bạn thủ dâm để tận hưởng, cũng như là sau này các bạn lấy vợ để kéo dài cái chất lượng yêu cho các bạn. Cơ chế của thủ dâm là các bạn dùng tay, các bạn kích thích vào phần dương vật, chủ yếu là các bạn kích thích vào phần thần kinh của lưng dương vật, đúng không ạ? Lưng dương vật đấy, kết hợp với các bạn nghĩ đến bạn gái của mình, hay là các bạn xem các cái phim sách để các bạn, bộ lão của các bạn sẽ kích thích chỉ huy thần kinh từ bộ lão xuống tủy sống và kích thích cho các cái cơ vùng sản chậu co bóp để xuất tinh ra, để các bạn đạt được cái khoái cảm thích thú, đúng không ạ? Mà các bạn làm dần thành quen. Và nó sẽ khác với cái vấn đề về cơ chế về xuất tinh do quan hệ thật, là các bạn sẽ kích thích thần kinh chủ yếu phần quy đầu của dương vật, bởi vì quy đầu nó sẽ hút, nó sẽ đâm vào cái phần thành của âm đạo, đúng không ạ? Nó sẽ thúc nhiều hơn là do cái phần thân của dương vật, kết hợp với các cái cảm xúc và tất cả các cái vùng cơ thể chúng ta nó tiếp xúc, nó đều kích thích cái thần kinh của cả cái cơ thể của chúng ta, đó là khác không ạ? Hai nữa là cái cảm nhận của thần kinh dương vật, cảm nhận của cơ thể chúng ta, rồi là các cái kích thích mà mắt chúng ta nhìn từ bạn gái chúng ta, hình ảnh sinh không, rồi là các cái không gian, rồi là âm thanh, rồi là các cái hợp tác của đối tác bạn đời chúng ta, sẽ làm lại kích thích bộ não chúng ta và để kích thích các cái cơ sàn chậu để co bóp, để xuất tinh ra ngoài và để chúng ta đạt được cái khoái cảm. Đó là cái cơ chế nó khác nhau hoàn toàn. Chính vì vậy mà các bạn vẫn có thể gì ạ, vẫn có thể thủ dâm, để chúng ta khắc phục cái tình trạng sinh lý của chúng ta thôi. Và chúng ta nên hạn chế thủ dâm khoảng tuần khoảng 1 đến 2 lần để giải quyết sinh lý thôi. Và chúng ta phải tập thủ dâm đúng là chúng ta làm một cái nhẹ nhàng từ từ, đúng không? Nhẹ nhàng từ từ và có thể tăng dần lên. Sau đấy chúng ta kìm hãm lại, trì hoãn cái vấn đề về xuất tinh ra, chứ không phải là đạt đến cái ngưỡng là chúng ta càng làm nhanh ra để chúng ta đạt cái khoái cảm để thích thú, thì sau này chúng ta dần dần sẽ hình thành một cái phản xạ trong đầu chúng ta, nó sẽ gây ra cái tình trạng xuất tinh sớm, sau này các bạn sẽ rất khó khắc phục. Chính vì vậy mà tôi đưa cho các bạn các cái kiến thức đúng về vấn đề của thủ dâm, để các bạn vừa giải quyết được sinh lý, vừa giải quyết được cái vấn đề phòng được xuất tinh sớm, và hơn thế nữa các bạn còn tập dần để nâng cái thời gian xuất tinh cho các bạn. Tất nhiên cái giải pháp cụ thể, lịch trình, quy trình làm như thế nào rất là dài, nó có vài cái clip hướng dẫn. Thì đây là cái clip mà tôi xin tóm tắt để đưa cho các bạn, hỗ trợ cho các bạn để các bạn tập thủ dâm cho nó tốt nhất. Nếu các bạn quan tâm về xuất tinh sớm thì tôi xin tặng tiếp cho các bạn một số các cái video về xuất tinh sớm, để các bạn biết được nguyên nhân gây xuất tinh sớm như nào, để các bạn đối chiếu xem mình có bị cái nguyên nhân nào không, để chúng ta biết được cái hướng điều trị, chúng ta dự phòng được tốt nhất. Nếu các bạn muốn, các bạn hãy bấm vào đường link này để nhận về xem.